Yo, xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Cảnh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một trường game mới có tên là Ades of Fire and Ice. Một trường game mà ta phải vẫy theo nhạc là mới win được. Có nghĩa là đây là một trường game thuộc thừa riêng là ta phải chơi theo nhịp của cái nhạc này. Về cũng nói là game này là game mới, bởi vì game này cũng đã ra mắt được 4-5 năm rồi. Nhưng mà mình tìm thấy và rất thích cái trò này nên giờ mình sẽ quay video về cái trò này. Bây giờ bắt đầu nè. Và cũng nói là cái game này được làm ra bởi 8-bit games. Các bạn nên xem cái studio đây. Có những game rất hay. Hình như trong game này nè, ta dùng hai cái vẽ tròn này đấy. Hình như lửa và bánh để chơi. À hiểu. Rồi kết cô. Gì đây? Red Space to begin. Đi thẳng à? Ok. Rồi. Cái thứ hai, pen. À là mình phải nhấn thêm nhịp để cho mấy vẻ đây nó vẫn ở trên cái đường. Ui. Ôi mới sai một khá. Ui, cứ nhắc lộn mà. Đợi xe. Ôi. Ok, lộn nhịp xếp. Rồi. Trùng ấp à. Ui, hai cặp luôn. Get ready. Gì? Giờ là một nhưng mà loại ít à? And that's not fine, nice. Ok, đơn game. Nó nhanh. Mình cũng đã có xem chút cho này một chút xíu nhưng mà chưa chơi là mình cũng đã bắt được nhịp của nó. Ui. Bây cái thứ lực này đó tự nhiên mình lại chơi xong mà mình không đau một tí nào ấy. What the hell? Em sub pro. Giờ chứ em đó pro. Có vơ 2. Mình sẽ có bao nhiêu vơ nha. Có 5 vơ. Gì đây? Số 6 rồi. Đủ rồi. Rồi thế giới thứ 2 đây. Nhịp đây hơi bị xịn, hơi bị chiêu nha.
Oh, sorry. Coi. Ôi, chơi game rồi. Đây là chậm. Xíu chết. Ủa mình thắng quá, không không bị đau một lần nào luôn. Damn. Giờ mình có xem trước mình gì. Mình chịu xem trước qua cái trận thôi, cho mình chịu chơi. Mình nghe nhạc rồi, thấy không? Đi đây. Win rồi. Gì? Ê ê ê. À hình chữ rắn. Chết. Được coi nha. Perfect. Nữa. Mua ê ê. Những cái hướng dẫn này là kiểu gì chính hack não thứ loại. Ok. Giờ tới nhạc chính à, divide up. Ok. Cái này nhanh nhanh giống như vừa hai. Mình không đai răng Superman luôn. Xin quá. Damn. Tôi vô từ từ. Ui, hình như nó bị nghiêng 45 độ nha. Ui, cái này 45 độ hơi bị căng. Cái này chắc là nhịp 3 trên 4 rồi. Đó.
45 độ tư tưởng góc vua ấy. Spaghetti. Yes. Ui, chị nghe. Easy rồi. What the fuck? Love letter. Ok. Ô, hơi bị chậm. Ô, hơi bị chậm. Ok. Đây có cái hai đồng tiền xin bị lừa không bị đa lần thôi đâu, không biết cái này được không nhỉ? This game is easy. Skill is deep. Nó là giống như vật 4. Thấy cái kiểu đánh cái nhạc này sẽ thấy nó kiểu chill hơn ấy. Skill drop. Tụi bây ui, cái này khó à. Ui, cái này bị nhiều, không được, không được. Ô, bị chặt chút xíu không sao ạ. Ủa tớ bay không à? Ô, nhạc nhanh thế. Mình đã xuyên. Tao lửa đi kìa. Chờ. Thôi ít nói lại à. Tập trung mà. Cái nha.
Yes. Yes. Đa vài lần không sẽ hết ví nói. Ui, vay được rồi. Hình như là xong mọi cái vơ là xong mọi cái cổng là nó sẽ tới được cổng 6 này. Hình như đợi một cuối luôn. Good luck. Ok. Cái loại nhạc này nó hơi bị rock nhỉ. Nó hơi bị to. Cái tiêu đề kìa, niềm vui với những cái thời gian, những cái thời gian không có hợp lý à. Cho rằng mình khó nắm được cái nhịp này, cay quá. Ủa tới nhèo, mình sẽ toàn màu đen mày. Đen. EDM. Cái này chắc khó rồi nha. Bruh. À, bị lừa thì khó. Oh. 20 minutes later. Yes. Ủa, chúng ta sao
Còn 6 vòng vuông trong cuối luôn ấy. Ui, nó khó. Nó khó đến mức mà mình dành bao nhiêu ấy, cầm tầm nửa tiếng là đỡ xong cái trò này. Cứ tầm 20-25 phút ấy. Ui ôi, quý nói. Ây yeah, vậy mình đã làm xong 6 cái vơ rồi. Thôi, vậy mình làm xong rồi. Gì kìa? What this? À, tốc độ cao hơn. Đây, đây, đây. Lười lắm. À, khi đây. Thế mới mà. Rồi. Ui, như con vớt máy. What the fuck, chưa vớt đấy. What, vớt chín luôn. Ôi, hình như còn rất là nhiều. Mình chưa phá đảo rồi, còn thêm 5 cái nữa. Sợ anh. Rồi, khi này chờ chiều bữa sau rồi chúng ta sẽ nghỉ. Mất trận hết. À, cái nút đảo. Một tích rồi nhạc này. SS nữa. À, chưa bị lừa. Bị lừa nha. Tiếng nhạc ơi. À. Xong chơi xong bài cũng sẽ đẹp. Cảm thấy tình tâm đây không cay quá. Gì đấy? Nhịp này cũng giống như phòng bông suốt. Không được rồi. Tưởng nó hay chứ. Tưởng nó hay, ai ngờ đó lại dịp đó lại lộn xộn giống như cái này. Đó. Không được rồi. Chơi không được. Ok ok. Ôi dù kìa. Spin to win. À, say đỡ win. Ok. Ui, cái map này nhìn đẻ. Có hình tên của mèo kìa. Kêu vậy. Rồi.
xong rồi. Yes. Ôi lúc này thì chín chắn được chồng kì. Đúng là mình thích cái nhạc này cực luôn. Nhắc là ở đầu cuối với cái background kêu này toàn màu đen. Mình nói xui nhưng mà hơi bị hay. Thì video đến đây cũng là kết thúc rồi. Thì mình lại chơi hết cả 7 cái vơ luôn ấy. Mình vừa chơi hết 6 cái vơ rồi. Tại sao một vơ nhưng mình chơi thì một cái buồn là vơ 7. Và mình nếu mà nhận xét thì mình thấy vơ 7 nhạc cực cuốn với lại cái background cực kêu. Từng nói anh. Và trong video sau chúng ta vẫn sẽ chơi cái trò này tiếp. Nhưng mà chúng ta sẽ chơi nốt lại hết mấy cái vơ cuối cùng, như là vơ 7, 8, 9, 10, 11 với mấy cái vơ ở bên kia. Nhìn nó ảo nên mình nhớ chắc chơi hết 5 cái vơ còn lại là mình mới chơi mấy cái vơ ở trên cùng. Bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt. Bye bye.